Chào mừng các bạn đã đến với tập game của Anti-Stress và Bạn Đình ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi Kill It With Fire, Granny, Candy Run và một số game khác. Mời các bạn cùng đón xem. Sao màn hình đen xì đây? Chạy đâu? Có tiếng mà. Chạy vào kia rồi. Mày đâu rồi? Thôi. Hư rồi. Thank you.
Rồi, xong rồi đấy. Giờ mình có thể thoát ra khỏi đây rồi. Mất 4 tiếng. Chết thật.
nhanh nhẩu này. Có đúng 2 tiết thôi. Thank you.
Ơ đùa à? No. Hay hả? Cô đã muốn cái gì đâu ta? Oh.